Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị lắm đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh của chúng mình nha. Xin chào. Giữa bóng đá và môn võ thuật vốn chẳng có liên quan gì đến nhau, song có một cái tên đã kết hợp hai môn này với nhau một cách nhuần nhuyễn, với trí tưởng tượng vô hạn và biến nó trở thành món ăn tinh thần đặc sắc trong gần hai thập kỷ qua của hàng triệu người. Đó chính là Vua Hài Châu Tinh Trì và bộ phim mà hầu như tất cả chúng ta đều đã thưởng thức, Đội Bóng Thiếu Lâm. Đây là một trong những tác phẩm điện ảnh thể hiện tinh túy của môn thể thao vua, ra mắt khán giả năm 2001 và từng mang lại doanh thu phòng vé kỷ lục ở Hồng Kông, đạt mức 42 triệu đô la Mỹ. Tại World Cup 2006 và Euro 2008, bộ phim này từng được phát trên màn hình sân vận động và khiến nhiều khán giả thích thú khi chứng kiến những tuyệt kỹ võ thuật kết hợp vào trong bóng đá một cách độc đáo. Dĩ nhiên, các pha bóng trên phim đều rất ảo, bởi đấy đều là hình ảnh dựa trên kỹ xảo điện ảnh. Những pha bóng kết hợp võ thuật mãn nhãn như vậy là điều mà bất cứ ai cũng muốn chứng kiến. Nhưng để người ta tin rằng chúng sẽ xuất hiện ngoài đời thật là điều rất khó. Khó nhưng không phải là không có. Thực tế cũng có những pha bóng tương tự và chẳng kém gì mấy so với tuyệt kỹ trong bộ phim kể trên. Mời các bạn cùng điểm qua những tình huống bóng đá với phiên bản trong phim và ngoài đời thực. Xuất trúng mục tiêu từ xa. Trong phim, vị huấn luyện viên Minh Phong từng yêu cầu Châu Tinh Trì luyện tập khả năng dứt điểm bằng cách bắt anh xuất trúng mục tiêu đã định ra. Trong một đoạn phim đánh giá về mẫu giày thể thao mới, cựu tiền đạo MU Wayne Rooney đã lấy chiếc camera của mình làm mục tiêu và thực hiện thành công cú sút trúng đích mà anh đã vẽ trước đó. Pha làm bàn từ giữa sân. Trong phim, khi trọng tài vừa thổi còi giao bóng, cú sút xuất phát từ đại lực kim cương thối của Ngũ Sư Huynh đã đưa bóng từ giữa sân đi thẳng vào khung thành với quỹ đạo bay khiến đối thủ hoàn toàn ngơ ngác. Tháng 12 năm 2009, hậu vệ Maynard Figueroa của Wigan đã ghi một bàn thắng kinh điển tại giải Ngoại hạng Anh. Đó là tình huống khi đội nhà được hưởng quả phạt trực tiếp từ giữa sân. Maynard Figueroa đã tung ra một pha rót bóng thẳng vào khung gỗ của Stoke City. Khi anh phát hiện thấy thủ thành đối phương lên hơi cao, pha lập công của Figueroa được chương trình Match of the Day bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất mùa giải. Xúc vỡ khung thành. Tinh gia từng khiến người ta phải ôm đầu khi chứng kiến cú xúc uy lực mà anh thực hiện khiến hỏng cả cầu môn. Năm 2013, Mario Balotelli từng đăng một đoạn phim về buổi tập đầu tiên của anh tại câu lạc bộ mới AC Milan. Trong đó có một cảnh ghi lại hình ảnh về người đồng nghiệp của anh, Mbaye Niang, cầu thủ một thời từng có những pha đi bóng xé toang hàng phòng ngự đối phương, mang về nhiều thuận lợi cho hàng công của Milan. Trong buổi tập, Mbaye Niang đã thực hiện một cú sút sấm sét làm hỏng cả khung thành. Quả vô lê cực mạnh từ bóng sống. Nếu đã xem Đội Bóng Thiếu Lâm, hẳn bạn đã từng chứng kiến pha phối hợp với cú vô lê mạnh mẽ làm tung lưới đối phương, thì ở Ngoại hạng Anh cũng vậy. Hồi còn thi đấu cho Arsenal, Van Persie đã ghi được một trong những bàn thắng ấn tượng nhất sự nghiệp. Pha tạt bóng bên phía cánh phải của Eboué tưởng như sẽ bị hậu vệ Charlton hóa giải, thì bất ngờ Van Persie lao tới và tung ra một cú vô lê trong tư thế cực khó. Bóng đi rất căng và làm tung nóc lưới khung thành Charlton, mang về 3 điểm quý giá cho Arsenal.
Pha đánh đầu tưởng chừng không thể thành bàn. Trong phim, đại sư huynh Hoàng Nhất Phi với sở trường thiết đầu công đã có một quả đánh đầu thành bàn ở góc độ cực kỳ khó. Đó là một bàn thắng quá đẹp, khiến người ta không khỏi nhớ lại khi nhiều năm về sau tại World Cup 2014, tiền đạo Robin Van Persie cũng ghi một bàn thắng kinh điển như vậy vào lưới Tây Ban Nha với pha đánh đầu hiếm có trong tư thế không thực sự tốt. Bàn thắng này cũng được FIFA bình chọn là một trong những bàn thắng đẹp nhất năm 2014. Pha ngã bàn đèn từ ngoài cấm địa. Đón bóng từ đường chuyền của Lục Sư Đệ Lâm Tử Thông với sở trường khinh công thủy thượng phiêu, Châu Tinh Trì tung cú dứt điểm theo kiểu pha ngã người không thể chê vào đâu được. Trong chiến thắng 4-2 của Thụy Điển trước tuyển Anh ở trận giao hữu diễn ra vào tháng 11 năm 2012, Zlatan Ibrahimovic cũng từng làm cả thế giới phải thán phục khi một mình ghi cả 4 bàn cho đội nhà. Trong đó, đáng chú ý là pha ngã bàn đèn từ ngoài vòng cấm địa đánh bại Johat khi thủ môn này bỏ khung thành trống sau khi lao lên dùng đầu phá bóng. Tuyệt tác đó cũng mang về cho Ibra giải bàn thắng đẹp nhất năm 2013. Thủ môn cứu thua 4 lần liên tiếp. Tứ sư huynh Trần Quốc Khôn trong vai trò canh giữ khung gỗ đã thực hiện liên tiếp những pha cứu thua ấn tượng không thể tả. Và ở giải đấu của nước Mỹ, thủ môn Cassie Keller, người nổi tiếng với những cú chuối người cứu bóng, cũng từng liên tiếp cứu thua 4 lần trước đợt tấn công của đối thủ trong trận đấu giữa Seattle và San Jose Earthquakes vào năm 2011. Thủ môn ném bóng từ bên này sang bên kia. Ở vòng chung kết trong phim, đội bóng đối thủ của Thiếu Lâm dựa vào sử dụng chất doping tăng lực mà thủ môn có thể thực hiện cú ném bóng đi hết chiều dài của sân bóng. Ở mùa giải 2014-2015, thủ thành số 1 tuyển Iran Behram Van cũng từng trổ tài ném bóng cực mạnh, đưa bóng lên sát vòng cấm, tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ Trattorsari trong trận đấu tại giải vô địch quốc gia Iran. Xúc vào đầu khi đối thủ đang nằm sân. Để đánh mất chiến lược của đội bóng Thiếu Lâm, cầu thủ đối phương không ngại chơi xấu khi xúc bóng thẳng vào đầu thủ môn Trần Quốc Khôn. Trận đấu giữa Swansea và MU ở vòng 18 ngoại hạng Anh năm 2012 cũng xuất hiện tình huống tương tự. Đó là khi Van Persie bị ngã sau một nỗ lực đột phá vào vòng cấm của Swansea. Bóng đến chân hậu vệ Ashley Williams và cầu thủ này vung chân xúc rất mạnh trúng đầu tiền đạo người Hà Lan đang nằm sân. Cho rằng mình bị chơi xấu, Van Persie hùng hổ lao tới định tính sổ với đối phương. Tuy nhiên, cầu thủ hai đội đã kịp thời can thiệp để ngăn không cho một vụ ẩu đả xảy ra. Sau trận đấu, huấn luyện viên Alex Ferguson kịch liệt lên án hành động của Ashley Williams khi cho rằng hậu vệ này có thể giết chết Van Persie với cú đá ác ý như vậy. Trong khi đó, hậu vệ Swansea một mực khẳng định anh không cố ý. Hàng rào đá phạt kiểu tháp người. Đội bóng của Châu Tinh Trì đã sắp xếp hàng rào bằng cách bày ra Thiếu Lâm la hán trận nhằm bảo vệ khung thành trước những cú sút uy lực từ đối thủ. VfB Stuttgart, câu lạc bộ đến từ nước Đức này, cũng từng có pha sắp xếp hàng rào cực dị khi đội nhà phải chịu một quả phạt trực tiếp. Tất nhiên là không có cái la hán trận nào ở đây cả, mà các cầu thủ của VfB Stuttgart đã thay nhau ngồi lên vai đồng đội để tăng thêm chiều cao cho hàng rào. Đối mặt với tháp người này, cầu thủ đối phương không còn vị trí thuận lợi để ra chân dứt điểm, đành phải thực hiện một đường bóng bổng không mấy nguy hại. Vừa rồi là những tình huống và bàn thắng trong bóng đá đi từ phim đến đời thực. Nếu bạn còn biết đến những tình huống tương tự khác, đừng quên chia sẻ với chúng tôi qua một bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.